em thì bị tiêu chảy. Bữa giờ mẹ cháu uống men tiêu hóa mãi mà không khỏi được. Mẹ đưa cho em phải đi đi khám nữa nha. Em sẽ đi, mẹ vừa mới dỗ ngủ rồi. Con ở nhà với bà, với em. Rồi tí nữa em chạy em chơi với con nha. Ở nhà đợi mẹ với em bé về nha. Mẹ mặc đồ cho em nha. Con mẹ mặc đồ cho em nè. Mặc đồ cẩn thận cho em, cứ để em đau nha. Mẹ mặc đồ cho em nha. Bi ơi, Bi ở nhà, Bi đừng buồn nha. Mẹ đi, mẹ về, mẹ mua quà cho Bi nha. Nào, con chào em đi. Con chào em đi, mẹ đưa em đi khám xong rồi một tí nữa mẹ về nha. Nào, con ngồi xuống đây. Mẹ chở em ra trong này nha. Đi chết, đi chết. Nào, đưa em đi khám nha. Đi ở nhà ngoan nha, đợi Sally về dậy rồi chơi với Sally nha. Đi chưa? Rồi, đi ngồi xuống đây đi con. Đi, con ngồi đây. Ngồi ra đây, ngồi ra đây chứ. Rồi, ok. Đợi mẹ nha. Thank you.
30 phút rồi á. Tâm lần rồi, nó còn cho thấy. Nó sẽ không rộng ra, em nhìn thử cái chỗ đó là gì. Nó là vị trí đã. Em rê xuống, tìm bàng quang, từ bàng quang rê lên, mình nhìn thử cái đó là gì. Cái đó là phần dạ dày đúng không?
với em xong em bị rối loạn tiêu hóa, phải cho em uống thuốc. Thầy lấy thuốc cho em, đây là cho em ra ngoài nha. Có nhớ em không? Hả? Này, có nhớ em không? Đây. Nhớ em không? Nhớ mẹ không? Mẹ mua quà cho con này. Đây, mẹ mua cho con một chiếc mũ mới này, xinh không? Đây là thuốc của em. Để bên đây. Con ngồi đây, ngồi đây. Em ơi, em nằm đây, nha. Nằm đây, mẹ đồ mũ cho chị Kobi nha. Đi ngồi yên đây con, đi ngồi xuống đây, đi ngồi đây. Đấy, mẹ mua cho Kobi chiếc mũ mới này. Đây này. Rồi, được rồi, mình cắt cho nha. Nè, con lại chơi với em nè. Đi ạ. Phải thương em nha, em đang bị ốm á. Nha, hôm bữa bị Kobi cũng bị ốm á. Không uống thuốc nó đỡ ra. À. Đấy, thương em đi. Nhớ em hả? Nhớ em hả? Chưa nãy giờ con đang chơi với con không? Chưa chắc là vẫn đang ngủ chưa dậy đó. Đây đây, đây.